trong làng âm nhạc hải ngoại, giọng ca gây nhiều tiếc nuối nhất chắc phải nói đến Trang Thanh Lan. Cô là một người đa tài, nhưng chính sự đa tài đó lại là nguyên nhân khiến sự nghiệp âm nhạc của cô bị lãng quên. Ngoài ra, chuyện tình cảm giữa cô và Quang Bình cũng từng tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Thế nhưng trong nội tình vẫn chứa nhiều uẩn khúc, khi chưa hiểu rõ, cũng không phải người trong cuộc. Xin khán giả đừng buông những lời cay nghiệt. Danh ca Trang Thanh Lan tên thật là Nguyễn Lệ Liễu, sinh năm 1953 tại Chợ Lớn, 10 tuổi đã mồ côi cha. Cha cô vốn làm việc cho hãng nước giải khát BGI, khi ông qua đời thì vợ con không được ở khu nhà dành cho nhân viên nữa, nên mấy mẹ con dắt díu nhau về nhà ngoại ở Gò Công. Tuy nhiên vì loạn lạc, nên chỉ ở được 2 năm thì cả nhà lên lại Sài Gòn. Khi đó cô bé chỉ mới 12 tuổi, đi học ở một trường đạo tại Gò Vấp. Gánh nặng áo cơm đè lên đôi vai gầy của mẹ, tảo tần nuôi đàn con 9 đứa bằng việc buôn thúng bán bưng. Thương mẹ, Lệ Liễu không còn biết làm gì ngoài chuyện liều mình nhảy lên sân khấu biểu diễn. Năm đó cô 16 tuổi. Rồi cũng từ một sự tình cờ, Liễu ghi danh tham dự cuộc thi tuyển lựa ca sĩ do nghệ sĩ Tùng Lâm tổ chức tại rạp Quốc Thanh. Cô ca sĩ lạ hoắc lạ hô cất giọng hát, không ngờ được khán giả vỗ tay rần trời. Ban giám khảo đã chấm cho Lệ Liễu điểm gần tuyệt đối và đoạt giải nhất. Từ đó, Lệ Liễu chính thức bước vào con đường ca hát với sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của người thầy đầu tiên, Tùng Lâm. Ban đầu, thầy đặt cho cô nghệ danh là Đoan Trang, nhưng thấy không hợp với tính cách quậy phá và nhí nhảnh nên đổi thành Thanh Lan. Nghệ danh này lại trùng với tên của ca sĩ Thanh Lan thời đó, nên Tùng Lâm quyết định ghép thêm tên Trang của con gái chú vào thành Trang Thanh Lan. Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một trong thất hài đế của sân khấu miền Nam, Tùng Lâm từng là một ca sĩ quen thuộc của đài phát thanh Sài Gòn. Sự đa tài của người thầy đã ảnh hưởng ít nhiều đến đường công danh và sự nghiệp của Trang Thanh Lan sau này. Vì quá mê hát, cô thường xuyên trốn học, rồi bỏ học khi mới hết lớp đệ tứ. Trước năm 1975, cô đã hát nhiều trong các đại nhạc hội và phòng trà, thu một số bài trong đĩa sóng nhạc. Bên cạnh đó, cô còn làm việc ở một tiệm sách trên đường Chi Lăng. Ca sĩ Quang Bình sinh năm 1957, là trưởng nam của nghệ sĩ danh tiếng Hùng Cường. Quang Bình và Trang Thanh Lan gặp nhau lần đầu vào khoảng cuối năm 1975, khi cả hai cùng theo đoàn về Long Xuyên hát ở rạp Minh Hiển. Chàng trai 18 tuổi đã sáng tác một bài thơ để tán đàn chị hơn anh 4 tuổi. Dù quen nhau nhưng không đến được với nhau, vì nghĩ chuyện tình chỉ thoáng qua và không đi đến đâu, sau đó Quang Bình nghỉ đoàn và sang đoàn hát khác. Đến tròn 5 năm sau đó, định mệnh cho họ gặp lại nhau khi lại chung đoàn trong một show diễn của nhạc sĩ Bảo Thu. Tuy nhiên chuyện tình lại trắc trở trong thời điểm mà tương lai mù mịt không thể định trước. Hơn nữa hai bên gia đình của Quang Bình và Trang Thanh Lan cùng có những kế hoạch khác nhau để rời Việt Nam, nên họ có lời hẹn là 5 năm sau đó sẽ tái hợp trên đất Mỹ. Tuy nhiên kế hoạch đó thất bại, họ cùng ở lại Việt Nam và kết hôn năm 1981. Sang năm 1982, họ có người con gái đầu lòng, được ông nội là Hùng Cường khi đó là sang đến Mỹ, đặt tên là Trần Kim Hoài Hương. Thời bao cấp, các nghệ sĩ chỉ được biểu diễn theo quy định của đoàn, không được tự ý chạy show. Vì các anh chị ở đoàn ưu tiên hoàn cảnh gia đình, hai vợ chồng vừa biểu diễn tại đoàn Bông Sen vừa ở Trung tâm Văn hóa Tân Bình. Cuối thập niên 80, đất nước đổi mới, Bộ Văn hóa thông tin cho biểu diễn lại nhạc tiền chiến, Trang Thanh Lan được tự do vùng vẫy với hàng loạt ca khúc đóng dấu tên tuổi cô bằng giọng ca ngọt liệm đầy âm hưởng dân ca. Không còn cấm chuyện chạy show nên kinh tế gia đình đỡ khổ hẳn, có đêm Trang Thanh Lan hát tới 5 tụ điểm. Đó cũng là thời gian mà Quang Bình và Trang Thanh Lan rất được yêu thích, khi song ca nhiều bài quê hương như Chiếc Áo Bà Ba, Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè. Đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong hôn nhân của cô. Dù khởi đầu khó khăn với chiếc xe cà tàng không nhớ hiệu, nhưng nhờ đam mê và nỗ lực không ngừng, cuộc sống của họ dần cải thiện. Họ đã mua được chiếc Vespa và sau này là xe hơi. Trang Thanh Lan là một trong những người đầu tiên trong giới nghệ sĩ Việt Nam sở hữu xe hơi vào những năm 80. Quyết định này là do một lần đang đi mô tô trên đường, cô gặp tai nạn và văng ra khỏi xe, phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ nói rằng nếu vết thương sâu thêm chút nữa, cô đã có thể đã bị tổn thương não. Sau tai nạn đó, cô mới chuyển sang đi xe hơi và bớt nhận sâu để giữ an toàn. Năm 1992, trước khi quyết định sang Mỹ, Trang Thanh Lan đã có buổi diễn cuối cùng tại rạp Bến Thành. Khán giả khóc nức nở, lên sân khấu tặng bông và chia tay thần tượng của mình trong nước mắt. Đó là một khoảnh khắc đầy cảm xúc, thể hiện tình cảm sâu sắc của khán giả dành cho cô. Cuộc sống bên Mỹ khởi đầu không được như mong muốn,
Cô đã cày đúng nghĩa của từ này để nuôi dạy hai con, một trai một gái, và người chồng chưa tìm được việc. Ngoài đi hát, cô phải làm đủ thứ nghề, từ bán hàng, bán bảo hiểm. Cô là người đầu tiên xung phong trong ngành quảng cáo, quay những cơ sở thương mại và tham gia chuyển âm. Cô từng chuyển âm cho nhiều phim tàu và làm việc cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như Việt Thảo và Vân Sơn. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ là cô đã chuyển âm cho những vai cá tính một cách dữ dằn, đến mức cổ họng chảy máu vì phải la hét quá nhiều. Ngoài ra, trong những lần chuyển âm phim, cô đã gặp nhiều hiện tượng kỳ lạ như tiếng đóng cửa rầm rầm, tiếng giật nước trong khi phòng thu hoàn toàn không có ai, ngoài cô và đồng nghiệp. Những câu chuyện gặp ma này làm cô cảm thấy rùng mình và sợ hãi, nhưng cũng trở thành những kỷ niệm khó quên. Ngoài ca hát, năm 1997 Trang Thanh Lan còn nhảy sang lĩnh vực diễn hài cùng Ái Vân, Hồng Đào, Quang Minh, Chí Tài, rồi sau này là Minh Nhí, Việt Hương, Hoài Tâm, nhận được sự tán thưởng của khán giả qua lối diễn khá duyên. Tự nhận mình tham lam nên những gì dính dáng đến nghệ thuật cô đều không chối từ. Ít ai biết rằng, chị từng tham gia phim Xa Lộ Không Đèn đóng cùng Thanh Nga, Dũng Thanh Lâm từ trước năm 1975. Cô nhớ lại lần đầu diễn hài, vì quá hồi hộp mà Trang Thanh Lan quên hết lời thoại, nhưng nhờ sự hỗ trợ của Hồng Đào, cô đã vượt qua và tạo nên những tràng cười sảng khoái cho khán giả. Khi diễn tại Úc, kỷ lục khán giả từng lên tới 6.000 người. Sang thập niên 2000, họ chia tay trong sự luyến tiếc của đồng nghiệp là khán giả. Tuy không còn là vợ chồng nhưng họ vẫn là những đồng nghiệp cùng xuất hiện trên sân khấu và giữ mối quan hệ tốt đẹp. Những áp lực từ cuộc sống mới và công việc đã dần ảnh hưởng đến mối quan hệ của Trang Thanh Lan và Quang Bình. Cả hai đều cảm nhận rằng tình yêu của họ dần nhạt phai, không còn như trước. Đó là lúc cuộc hôn nhân đã hết duyên nợ. Dù không muốn nói về lý do cụ thể dẫn đến sự đổ vỡ, cô khẳng định rằng mỗi người đều có những điều không đúng và việc chia tay là điều không thể tránh khỏi. Cuộc ly hôn diễn ra trong sự tiếc nuối của cả hai, nhưng họ vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp. Trang Thanh Lan kể lại rằng, dù đã chia tay, nhưng khi về nhà Quang Bình, hình ảnh của cô vẫn được đặt ngay phòng khách. Điều này thể hiện tình cảm sâu sắc mà gia đình Quang Bình dành cho cô. Các em của Quang Bình vẫn coi Trang Thanh Lan như chị của mình, không có gì thay đổi. Thậm chí sau này, cô cũng là người đã chăm sóc cho Quang Bình sau khi anh lên cơn đột quỵ và phải ngồi xe lăn vào năm 2022. Khi hôn nhân đổ vỡ, Trang Thanh Lan đã mất một thời gian bị trầm cảm nặng, có lúc quẫn trí còn không muốn sống nữa. Nhưng gia đình, bạn bè và ánh đèn sân khấu đã giúp cô khôi phục tinh thần. Thật tình, cũng có người muốn chia sẻ cuộc đời với cô. Không được trọn vẹn trong hạnh phúc, nên con tim Trang Thanh Lan hãy còn khát khao được yêu thương lắm. Nhưng một lần định gật đầu với người ta, thì con trai cô có con. Nhờ có cháu nội, cô không còn buồn, rồi thêm đứa cháu nội thứ hai. Đến đây, thì cô cảm thấy đời mình được sống vui vẻ với hai con và hai cháu nội cũng đủ rồi nên thôi không lấy chồng nữa. Ngày xưa, lúc mới qua Mỹ, show ca hát tổ chức nhiều, có lúc mỗi tuần 2 đến 3 chương trình. Bây giờ thì ít đi rồi, chỉ lác đác một hoặc hai chương trình thôi. Khán giả trẻ thích ca sĩ từ Việt Nam sang biểu diễn nhiều ca khúc ăn khách trong nước, nên đa số nghệ sĩ cựu trào bên đó phải sống thêm bằng nghề tay trái. Hiện tại, ngoài tuổi 60, sau bao năm tháng làm việc, thay chồng nuôi con rồi nuôi cháu nội, Trang Thanh Lan sống một mình gần 20 năm, nhưng vẫn cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Cô sống giản dị, giống như tu tại gia, vui vẻ bên con cháu và vẫn tham gia các chương trình nghệ thuật. Chẳng hiểu sao từ lúc qua Mỹ đến giờ, Trang Thanh Lan vẫn luôn nhớ về quê nhà. Có những chiều mưa thật buồn hay đêm dài ngập trong tuyết lạnh, nằm một mình cô đơn, cô lại thương nhớ người thân, bạn bè nơi cố hương. Trước lần biểu diễn sau 17 năm xa xứ này, cô đã có dịp về lại Sài Gòn. Đã từng qua biết bao nhiêu sân bay nơi xứ lạ, nhưng khi đặt chân về đến Tân Sơn Nhất, cô thấy rất ấm lòng vì đây là quê hương và đồng bào mình. Tình cảm đó thật thiêng liêng và đáng trân trọng. Chỉ khi nào bạn sống nơi phương xa mới cảm nhận hết được nỗi lòng của Trang Thanh Lan. Thay mặt khán giả của kênh Lịch Sử Hải Ngoại, chúc nữ danh ca một cuộc sống an yên và nhiều sức khỏe, để tiếng hát còn mãi được ngân vang. Hãy để lại nhận xét của mình dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp.